Xin chào các bạn. Robot hút bụi giúp làm sạch nhà cửa và giải phóng sức lao động cho chúng ta. Ngoài việc đổ rác định kỳ thì để cho máy hoạt động hiệu quả, ổn định, tránh hao mòn, tránh những cái lỗi xảy ra thì chúng ta cần phải bảo dưỡng và vệ sinh các chi tiết trên robot hút bụi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh định kỳ một chiếc máy robot hút bụi, và chúng ta sẽ biết là khi nào cần vệ sinh và vệ sinh những bộ phận nào trên robot hút bụi. Ở trên tay mình đang là giao diện điều khiển của chiếc máy robot hút bụi Xiaomi Roborock Gen 2. Giờ mình sẽ sử dụng tính năng Go To để mình di chuyển con robot của nhà mình ra đây để vệ sinh. Hiện robot đang nằm ở trong gầm của sofa nên là mình cũng không thể mang vào gầm mình đưa ra được. Mình sẽ di chuyển cho robot chạy vào vị trí này. Ok, và chúng ta chọn Go đen. Ok, robot đã di chuyển đến vị trí mà tôi muốn rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổ rác cũng như vệ sinh các cái bộ phận trên robot. Thì với mỗi một diện tích và với mỗi một mặt sàn thì lại có cái lượng rác khác nhau. Chính vì vậy mà cái thời gian đổ rác sẽ không giống nhau. Thông thường như hiện tại với diện tích nhà mình đang là 90 m² thì khoảng 5 đến 7 ngày mình sẽ định kỳ đổ rác một lần, hoặc các bạn có thể chờ đến khi nào mà robot thông báo là đầy rác. Tuy nhiên chúng ta nên chủ động việc đổ rác, tránh để rác bị đầy quá dẫn đến hiệu quả làm sạch kém. Thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái thùng chứa rác để đổ rác cho robot. Ok. Trước khi đổ rác cho robot thì các bạn có thể vào giao diện của ứng dụng và các bạn kiểm tra những bộ phận cần phải vệ sinh. Chúng ta vào giao diện chính và trên góc phải trên cùng là dấu 3 chấm. Chúng ta vào phần 3 chấm. Và các bạn kéo xuống phần care. Ở trong danh sách phần 3 chấm thì chúng ta cũng sẽ có một cái chức năng mà nếu như những bạn mới bắt đầu sử dụng robot có thể tham khảo. Đấy là cái hướng dẫn từ hãng. Thì bạn có thể vào User Manual and Customer Service. Ở đây thì hãng sẽ hướng dẫn bạn tất cả các cái cách như bắt đầu thao tác với robot, hoặc là lắp đặt khăn lau, rồi thay thế đổ rác và bảo dưỡng đây tất cả đầy đủ. Thì ngoài việc mà xem cái hướng dẫn của hãng thì hôm nay thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn trực tiếp mình thực hiện.
Thì bạn vào mục care. Ok, thì bây giờ bạn sẽ nhìn thấy các cái bộ phận hao mòn như filter là cái màng lọc và đang bị hao mòn mất 5%, tức là chỉ còn 95%, và mình sẽ phải vệ sinh trong vòng 143 tiếng khi mà máy chạy được 143 tiếng nữa. Đây là cái thời gian ước lượng, vì thực tế khi mà mình vệ sinh xong thì chúng ta sẽ reset, chúng ta vào reset thì máy sẽ trở về trạng thái 100%. Thực ra là cái bước vào cái mục care và reset là giúp chúng ta như là nhắc nhở bảo dưỡng thôi. Nếu khi mà cái phần đo đạc tỷ lệ hao mòn phần trăm ở trên này nó chỉ hoạt động như một cái đồng hồ cát, tức là nó sẽ ước lượng khoảng thời gian khi nào chúng ta phải vệ sinh. Rồi tiếp theo nữa thì có cái phần chổi quét cạnh này, chúng ta cần phải vệ sinh này, là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái cuộn hút ở mặt dưới của máy. Đấy. Mình cũng reset về 100%. Sau đó thì lát nữa thì mình sẽ vệ sinh. Rồi tiếp nữa thì cái mục sensor này. Sensor gồm có 6 cái mắt cảm biến, 4 cái mắt ở dưới và 2 cái mắt ở cạnh, cộng với 2 cái điểm sạc ở trên con robot. Chúng ta cũng vệ sinh luôn. Ok. Rồi, đấy là mình sẽ xem ở trên ứng dụng. Thì cách thứ nhất là các bạn có thể xem ở trên ứng dụng để các bạn biết khi nào mà chúng ta phải vệ sinh hay là khi nào chúng ta phải đổ rác, thì chúng ta đều có thể xem được ở đây. Còn bây giờ mình sẽ thao tác ở trên robot để cho các bạn xem. Thì thứ nhất là chúng ta cần là đổ rác, thì các bạn sẽ mở nắp trước robot này ra. Thì cách mở nắp như sau. Các bạn nếu đang sử dụng thì đã rất rõ rồi. Chúng ta chỉ cần bấm vào cái khay giữa và nhấc nhấc robot ra. Mình có một kinh nghiệm là khi mà các bạn nhấc cái khay chứa rác ra thì sẽ có một lượng rác nằm ở miệng, và nếu mà các bạn không để ý, các bạn dốc ngược ra thì nó sẽ bị rơi xuống dưới con robot hoặc dưới sàn. Thì kinh nghiệm của mình là các bạn sẽ ngửa ngửa về phía mặt trên như thế này. Đấy. Tiếp theo nữa thì các bạn để ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên robot sẽ bị một lượng rác rơi vào trong cái khoang động cơ. Đây là khoang động cơ. Thì mình gặp rất là nhiều trường hợp khách hàng của Robotics Việt Nam là có thể là sẽ bị bẩn cái hai cái motor hút ở trong này, dẫn đến là motor có thể là nó bị kêu hoặc là bị kẹt. Thì để tránh vấn đề này thì chúng ta sẽ cần phải vệ sinh sạch cái khoang này. Nếu trong trường hợp rác đổ xuống thì mình có một cách rất đơn giản để các bạn dốc ngực, các bạn vỗ cho rác nó rơi hết xuống. Đấy, thế là xong. Hoặc các bạn có thể lấy khăn ướt lau khu vực này. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ đến phần chính là mình sẽ đổ rác. Đây. Nếu mà nhìn vào cái khay chứa rác này thì các bạn sẽ hiểu là robot hút bụi có thể làm sạch đến mức như thế nào. Tất cả những cái bụi nhỏ, bụi không khí, kể cả bụi dưới 2,5 micromet thì đều được xử lý hết vào trong này. Đây, và đặc biệt là chúng ta thấy cái tóc. Tóc thì đến tất cả các tóc ở trên sàn đều được chui hết vào trong thùng rác, nên mức độ làm sạch vô cùng là hoàn hảo. Thì khi mà mình đổ rác, vì cái bụi bẩn mà robot xử lý được nhiều, rất nhiều cái bụi nhỏ, nên là khi mình đổ thì mình chú ý là cho sâu cái thùng khay chứa rác xuống để tránh bụi, và vỗ nhẹ. Và ở trên robot
có một cái chổi vệ sinh. Đây là một cái công cụ vệ sinh đa năng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cách sử dụng cái công cụ này. Ở cái mặt đầu phía trước này là cái chổi, thì bạn sẽ quét vào những vị trí mà bụi bị dính. Đấy, rất bụi. Việc đổ rác này phải thực hiện từ từ, không vội được. Vì khi mà các bạn làm nhanh thì rác nó sẽ bụi mù ra và sẽ ảnh hưởng đến khu vực chúng ta ở. Đấy, các bạn cứ thao tác gõ vào cạnh của miệng thùng rác và đặt sâu xuống. Ok, khi mà chúng ta thấy sạch tương đối rồi thì thôi, vì thực ra là nó sẽ hoạt động, nó lại hút rác, lại bẩn, nhưng mà mình cũng không cần phải quá là kỹ. Tiếp theo đến thì đây là phần vệ sinh quan trọng nhất, và phần vệ sinh này được thực hiện đó là cái màng lọc HEPA. Thì như chúng ta đều biết rồi, màng lọc HEPA có cấu tạo vô cùng đặc biệt, nó sẽ giữ bụi, tất cả các loại bụi, kể cả bụi không khí, bụi nhỏ, bụi to ở lại trên cái khay chứa rác này và để cho không khí đi ra. Thì với cái cấu tạo này, nếu như chúng ta không vệ sinh sạch sẽ cái màng lọc HEPA này thì sẽ dẫn đến là không khí đi ra bị hạn chế, hoặc không khí không thể đi ra được, dẫn đến là cái sức hút sẽ bị giảm. Và một vấn đề nữa là khi đấy thì tiếng ù nó sẽ kêu to. Thì kinh nghiệm của mình là khi mà các bạn đổ rác thì các bạn nên vệ sinh luôn cái phần màng lọc HEPA này, vì như mình đã nói về cái tầm quan trọng của cái màng lọc này rồi. Thì để vệ sinh cái màng lọc HEPA này thì các bạn sẽ mở ra bằng cách là, ở đây thì nó có cái đầu đánh dấu chữ Open the Filter Here, các bạn kéo vào đây nó mở ra. Hoặc có một cách các bạn có thể phân biệt ở bên này là bằng, bên này là có cái khe khuyết, chúng ta cậy vào cái khe khuyết này. Ok, thì các bạn đang nhìn thấy đây, ở trên cái màng lọc này là vô cùng bẩn. Đấy, thì mình sẽ thực hiện cách vệ sinh. Các bạn không nên rửa bằng nước, vì khi rửa bằng nước thì cái màng lọc HEPA sẽ bị thay đổi cấu trúc và sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng thoát khí. Chính vì vậy nên là cách vệ sinh của mình là vệ sinh khô, và phương pháp vệ sinh của mình là các bạn sẽ gõ cái màng lọc vào cái cạnh của thùng rác. Bây giờ chúng ta gõ đều tay, cái bụi mù mịt nó sẽ rơi ra. Tiếp nữa thì mình sẽ kết hợp, mình dùng cái chổi để mình quét vào các cái ô vuông ở trong cái màng lọc này để cho bụi nó rơi hoàn toàn ra hết. Đấy, bây giờ chúng ta không phải quét nhà, lau nhà và làm những công việc để dọn sạch nhà, nhưng mà lại có một công việc mới, như là dọn sạch cho con robot. Thì công việc này thì nó đơn giản hơn rất là nhiều và không phải ngày nào chúng ta cũng phải thực hiện. Đấy, thì kinh nghiệm của mình là các bạn có thể nên vệ sinh, nên đổ rác và vệ sinh cái màng lọc này vào khoảng 4 đến 5 ngày. Nếu mà như mà diện tích nhà chúng ta khoảng 80 đến 100 mét, còn nếu diện tích nhà ta rộng hơn thì có thể thời gian thực hiện nó phải sớm hơn, có thể nó sẽ là 3-4 ngày. Đấy, tùy vào cái lượng rác của nhà mình, nhưng mà hiện tại như nhà mình 90 mét vuông thì mình khoảng 1 tuần, tức là 7 ngày mình đổ rác một lần. Ok, sau đó các bạn lắp vào trong cái khoang chứa rác của robot, rồi các bạn đậy nắp lại. Tiếp theo nữa thì bây giờ đến phần quan trọng hơn, là chúng ta sẽ vệ sinh các bộ phận chính của robot.
Thì tất cả những cái bộ phận hao mòn của robot thì nó sẽ nằm ở mặt dưới, và chúng ta cần phải lật ngược con robot lên. Rồi, ok. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh từng phần một. Đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh cái cuộn hút. Thì cái cuộn hút này có vai trò quan trọng như với cái mang lọc HEPA, tức là nó cũng tham gia vào quá trình xử lý bụi. Thì khi mà hoạt động, robot sẽ quay cuộn hút và cuộn hút này sẽ chà sát xuống dưới sàn để làm sạch bụi và cuốn bụi vào phía trong khoang rác. Như vậy khi mà chúng ta không vệ sinh cái cuộn hút này sẽ dẫn đến là dây quấn rồi tóc nó mắc vào ở cái cuộn hút này và ảnh hưởng đến cái sức quay cũng như là cái bề mặt tiếp xúc của cái cuộn hút này. Chính vì vậy nên là theo như kinh nghiệm của mình thì với việc đổ rác sẽ diễn ra 7 ngày một lần, thì cái việc bạn vệ sinh cuộn hút này sẽ diễn ra sau 7 ngày tiếp theo. Tức là thường mình sẽ vệ sinh 2 tuần, mình sẽ vệ sinh cái cuộn hút này một lần. Và nó cũng không chính xác, nhưng mà thường thì mình sẽ đưa ra một cái lịch định kỳ sẽ tốt hơn. Các bạn có thể dựa vào cái lượng tóc, lượng dây quấn bị quấn ở trên cái cuộn hút này mà các bạn vệ sinh. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình sử dụng ở rất là nhiều các cái mặt sàn khác nhau rồi, thì thường sẽ diễn ra khoảng 2 tuần mình cần vệ sinh. Cách vệ sinh như sau: các bạn bấm vào cái biểu tượng mũi tên tam giác, rồi chúng ta nhấc cái nắp này ra. Cái nắp này thì không cần vệ sinh. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ vệ sinh phần cuộn hút. Thì các bạn sẽ dùng cái công cụ là cái chổi cắt, chúng ta giữ vào đây và chúng ta kéo thì tất cả tóc sẽ bị đứt hết. Sau đấy thì các bạn sẽ móc lấy cái phần nhọn của cái chổi, chúng ta sẽ móc xuống phần dưới. Chiếc máy mà mình đang sử dụng là phiên bản Gen 2 thì nó chưa có cái chức năng là mở cái nắp này ra, cho nên là mình vệ sinh này nó hơi mất thời gian. Ok, xong rồi. Đấy. Với cái công cụ hỗ trợ này thì nó cũng sẽ nhanh hơn cho chúng ta, chúng ta sẽ kéo được cái phần tóc bị mắc ở trong chân này ra được nhanh hơn. Xong rồi, có một phần bụi bẩn nó nằm ở trên cái cuộn hút này thì chúng ta lấy chổi chúng ta quét, và cũng như với cái màng lọc HEPA mình sẽ gõ để cho bụi rơi xuống. Ok, vậy là xong. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể cần phải vệ sinh cái khu vực miệng hút này bằng cách là chúng ta sử dụng một miếng khăn ướt. Khăn ướt rồi chúng ta sẽ lau, lau sạch sẽ cái khu vực này. À, mình chỉ cần lau qua thôi, các bạn không cần thiết phải lau quá kỹ. Vì sau khi mà máy nó hoạt động nó sẽ lại bẩn thôi. Thì chúng ta chỉ cần lau những cái bộ phận mà cản trở thôi. Ở trên cuộn hút này thì chúng ta cũng mở cái nắp quay ra và chúng ta kiểm tra. Nếu không có gì mắc thì chúng lại đóng nắp lại. Ở bên này thì không có đầu quay. Và bây giờ mình sẽ nắp lại. Ok, vậy là mình đã vệ sinh xong phần cuộn hút. Thì khi mà thao tác nắp vào thì các bạn sẽ đưa cái đầu khuyết vào trước để chúng ta sập cái phần này xuống. Xong. Tiếp theo nữa thì đến phần là chúng ta cần phải vệ sinh, như ở trên ứng dụng cũng giới thiệu là chúng ta cần phải vệ sinh các cái mắt cảm biến. Thì ở đây có 4 mắt cảm biến, 1, 2, 3, 4. Để chúng ta vệ sinh thì có hai cách vệ sinh. Một là chúng ta sẽ dùng chổi quét, hai là chúng ta sẽ dùng khăn lau
Mà theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên sử dụng chổi quét thì sẽ xử lý được hết những cái bụi dính ở đây. Nếu chúng ta sử dụng khăn lau thì chúng ta sẽ sử dụng khăn lau khô. Khăn lau ướt thì sẽ làm bụi dính vào cái mắt này, và khi khi mà các bạn lau ướt mà nó khô đi rồi thì nó lại bẩn thôi. Nên chúng ta sẽ sử dụng cái chổi quét. Mình chỉ cần quét đi quét lại khoảng 2-3 lần thì cái mắt cảm biến này nó sẽ sạch. Ok, rồi có hai cái mắt cảm biến ở cạnh nhé, mình cũng quét. Ok, xong. Tiếp nữa thì mình sẽ vệ sinh phần tiếp giáp ở trên robot. Chỗ này nếu mình không vệ sinh sạch sẽ thì có thể gây ra vấn đề như là trong quá trình mà máy nó hoạt động, chúng ta thấy máy sạc nhưng mà nó không vào điện thì do cái phần tiếp xúc này bị bẩn, chúng ta cần phải vệ sinh thật sạch. Ok rồi, đây là mình đã hoàn thành được 90% rồi. Bây giờ mình cần vệ sinh tiếp theo nữa thì là một bộ phận là cái bánh xe điều hướng ấy. Cái bánh xe điều hướng này sẽ giúp quyết định cái hướng đi và quyết định đến cái chính xác của hướng đi. Thì nếu như mà nó bị mắc kẹt hoặc nó bị bẩn thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến cái bản đồ của robot hoạt động. Vì vậy là mình cần phải vệ sinh bằng cách là mình cầm hai cái đầu bánh và mình nhấc. Các bạn sẽ kiểm tra ở trong đây và ở chân này có bị mắc gì không, ở đây có bị mắc gì không. Nếu mắc gì thì các bạn chỉ cần nhặt ra thôi. Còn ở đây thì các bạn sẽ sử dụng một cái nhíp nhổ lông thì các bạn gắp nó ra là được. Hoặc chúng ta sẽ sử dụng tô vít, nhưng mà mình khuyến cáo là các bạn không nên sử dụng tô vít vì có thể sẽ làm gãy các cái chi tiết nhựa này. Đơn giản hơn thì chúng ta sẽ dùng nhíp gắp các cái dây quấn nó mắc ở cái chân này ra, cũng khá là đơn giản. Ok rồi, tiếp nữa thì nhiều bạn sẽ lo là cái bánh xe bị mắc tóc, nhưng với cái thiết kế mới của Xiaomi này, bánh xe này là bánh xe không có chân, tức là trục nó nằm ở trên bánh luôn thì nó sẽ không bị mắc bất kỳ một cái gì hết, thì các bạn không cần phải vệ sinh hai cái bánh xe động cơ này. Và một bộ phận cuối cùng mà chúng ta cần phải vệ sinh đến chính là cái chổi quét cạnh. Chổi quét cạnh này nó sẽ bị dính tóc. Khi dính tóc thì cái chổi quét cạnh này nó sẽ không quay và máy sẽ báo lỗi. Thì có hai cách, là một là chúng ta sẽ định kỳ vệ sinh, hai là khi nào mà cái chổi này nó không quay thì chúng ta sẽ tháo ra chúng ta xử lý. Thì các bạn nên vệ sinh định kỳ để tránh trường hợp mà nó bị kẹt. Thì với cái cuộn hút này thì kinh nghiệm mình đã hướng dẫn các bạn rồi, khoảng 2 tuần vệ sinh một lần. Thì với cái mắt cảm biến này thì các bạn có thể vệ sinh cùng thời gian với cái cuộn hút này là cũng là 2 tuần. Và với cái chổi quét cạnh này thì theo mình thường thường nó ít, rất ít bị mắc, thường thường khoảng 3 đến 6 tháng thì các bạn cần phải vệ sinh. Cái thời gian đấy các bạn có thể vệ sinh cùng với cái bánh xe điều hướng này. Thì cách vệ sinh cái chổi quét cạnh này thì các bạn phải dùng một cái tô vít 4 cạnh, và cách tháo này chúng ta giữ chặt một cái chân chổi, giữ cố định, sau đó mình dùng tô vít tháo ra. Các bạn chú ý là phải tháo hết răng ra, đó, hết cỡ rồi. Thì mình cầm ba cái chân mình nhấc ra. Nếu có tóc ở trong chân này thì mình nhặt sạch sẽ hết ra rồi mình nắp vào. Các bạn thấy là ở cái phần chân chổi nó sẽ có một cái lông thò ra để ngăn tóc bị quấn vào, nhưng mà vẫn có xác suất có tóc bị chui vào. Cách lắp này thì kinh nghiệm nhé, các bạn vặn ren ngược ra để cho thẳng ốc, sau đó các bạn vặn vặn. Chúng ta nhìn thấy rõ rồi, cái ren ở cái chân chổi bằng nhựa. Chính vì vậy là khi mà vặn thì các bạn chú ý vặn đều tay, và đến cái cỡ không vặn nữa rồi thì các bạn thôi đừng cố vặn nữa. Thì thế là xong.
Thì trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn đổ rác này, vệ sinh các bộ phận hao mòn của robot hút bụi, và cái việc vệ sinh này sẽ giúp cho robot hút bụi hoạt động ổn định, trơn tru, hạn chế hao mòn, hạn chế hỏng hóc xảy ra, và cái hiệu năng hoạt động sẽ luôn là tốt nhất. Vì rất là nhiều khách hàng của robot hút bụi.vn gặp phải vấn đề là cái thời gian sử dụng đầu tiên thì máy chạy rất tốt, nhưng mà dùng được khoảng tầm một tháng thì máy chạy lung tung, hoặc là máy kêu to, hoặc là máy hút không sạch. Thì tất cả những cái nguyên nhân này thì đều liên quan đến việc mà các bạn không thực hiện vệ sinh các cái bộ phận trên. Và cái việc vệ sinh các bộ phận trên thì mình thấy nó cũng rất là đơn giản và cũng không tốn nhiều thời gian, nên là các bạn khi mà sử dụng robot hút bụi thì cũng nên đầu tư cái thời gian cho cái việc vệ sinh này. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các cái video khác để hướng dẫn các bạn cách khai thác hết các cái tính năng thông minh ở trên chiếc máy robot hút bụi này.